Ok, xin chào các bác nha. Hôm nay em xin hướng dẫn qua cái con VC3266L cộng nhé. Tại vì rất nhiều bác hỏi cách sử dụng thì hôm nay em làm cái video này. Thì đầu tiên ấy thì em nói qua về các cái thang của nó nhé. Thì ở đây ta sẽ có đo dòng này. Đây là đo dòng này, xoay chiều này, từ 2A cho đến 200A này. Đây là thang đo vôn xoay chiều này. Đây là thang để mà kiểm tra cái cực dương của điện 220 ạ. Lát em sẽ test cho các bác xem. Đây là thang đo điện xoay chiều ở điện một chiều này. Đây là thang đo thông mạch diode này. Thang đo điện trở 200K và 20 ohm này. Thì em sẽ test, đầu tiên em sẽ test cho các bác về đo thông mạch và diode trước nhé. Đây. Thông mạch này. Đây con trở này nó cỡ khoảng 2,7 ohm thôi. Đây đo diode này. Diode thì có một chiều lên và một chiều không lên nhé. Nếu mà hai chiều nó đều lên thì nó có vấn đề rồi. Chiều này lên này. Chiều này không lên tốt này. Đây một con trở. Trở thì ta sẽ để sang này nhé. Thì tùy vào con trở đó nó to nhỏ như nào thì các bác để thang tùy cho dễ nhìn nhé. 1,2 này, 1,2K này. Rồi 1,2 này. Muốn chính xác thì các bác giữ chặt nó. Đấy, thì bây giờ ta sẽ đo sang thang đo điện một chiều nhé. Một chiều ta sẽ để sang đây. Đây em có một bình 9V này. Mới 9V này. Ok, tốt này. Đấy. Đo điện xoay chiều này. Xoay chiều người ta sẽ để sang đây nhá. 600 này. V này có giữ ngã này. Đây đây em có cái để lưu hóa thử này. 220 nhá. Rồi, 222 này. 110 này. À đây là 100 này. Rồi 100 này. Đây 110 này. 110 tương đối chính xác này. Đấy, nó có sai số đấy nhưng mà thế là chính xác rồi. Đấy. Tiếp theo là em sẽ hướng dẫn các bác cái cách mà để thử cái đường dương của lửa ấy, của 220 ấy. Đây này, ta sẽ để về cái thang này. Thang hình cái set nhá. Sẽ chuyển cái đỏ sang cái thang set này. Và khi đó thì ta sẽ dùng cái que đỏ đó để mà thử vào cái cọc dương ấy. Để mà biết được cọc dương thì nó sẽ sáng như thế này. Đây này. Đấy, còn nếu mà âm thì nó sẽ không sáng. Đấy. Cái này để đo như thế nào ạ? Để mà thử như bút thử điện nhé. Để mà biết được nếu trường hợp nó mất mát thì mình thử này mình biết được là nó vẫn có điện. Đấy. Không thì nó sẽ bị giật. Đấy. Đèn nó sẽ sáng này. Còn muốn nó sáng hơn thì khó nhìn thì ta sẽ như này là biết rồi đúng không ạ? Đấy, như bút thử điện thôi mà. Đấy. Thì ta sẽ test sang cái phần dòng nhá. Đấy, ok. 220. Thì đây em có chuẩn bị một cái phích nước à, một cái ấm đây. Ấm này là 1500W nhé. Thì 500W thì nó dòng của nó cỡ khoảng hơn 6 ampere. Thì ta sẽ để về thang 20 này. Thì bật này. 6,5 6,5. Đấy, dòng của nó 6,5 thì đây. Đây là cái đồng hồ của Niwa này. Thì cái thang này là thang 5. Đấy, nó rơi cỡ vào khoảng hơn 5 tí nó gọi là 6. Ok. Đấy, thì đấy là em thử cho các bác này. Ok, tức là con này nó tương đối chính xác nhé. Ok, vậy thì là ta đã test xong. Thì các bác không không hiểu cái gì thì có thể là liên lạc với em theo cái số điện thoại hoặc là theo để còn lại comment.